qua cái tiếp tục sợi dây thứ hai, là mỗi sợi dây này là 6 cái bánh nha mọi người. Cái này chắc còn chừng chục cái nữa gì má. Dư rồi. Thì để cái hai cục đậu luôn đi. Cái tủ lạnh là phải làm tiếp nữa này. Quá khổ. Sẽ cụ. Mình làm đậu gì nữa, mình 4 lon đậu, mình 3 lon đậu gì rồi, mai cái chờ lên lon được. Hồi nãy hả? 17 đùm mày. Hồi nãy giờ mới có 2-3 đùm nữa đó. Chắc hơn 20 đùm.
buộc lại 5 cái một đùm. Rồi, tiếp tục giải quyết phần còn lại còn một xíu. Đây, 2 cái. Đây, 3 cái. Hết luôn đi má. Chú nói sao đủ làm một cái nữa. Giết cục chó. Rồi, đây là cái cuối cùng nha. Xong. Tụi này dư gan cái 6 cái. Rồi, dọn dẹp.
giờ đây là thành quả. Đếm lại coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 chứ nãy là 7 là 21 đùm. 21 nhân 5 105 106 cái ha, 3 ký nếp. Đó, vậy là hoàn thành nha mọi người. Rồi giờ mình chuẩn bị mình đi bắt nước lên nấu.